Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Ở video hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về Hán tự cũng như là phương pháp học Hán tự. Thì bắt đầu từ video này chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn, đó là cụ thể các bước học là gì, đúng nhỉ? Trong đó là cái video này sẽ là video học về các bộ thủ Hán tự nhá. Chúng ta sẽ học tổng cộng 214 bộ thủ là cái phần cấu kiện nên chữ Hán. Trong đó các video sẽ có khoảng 30 chữ, 30 bộ thủ. Thì tổng cộng khoảng 7 video là chúng ta sẽ kết thúc cái phần học này. Các bạn hãy cố gắng theo dõi thật kỹ để chúng ta không bỏ lỡ các kiến thức bổ ích về Hán tự, sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong cái quá trình học Hán tự sau này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào bộ thủ thứ nhất. Trước hết thì cái cấu trúc của một cái trang bài giảng sẽ gồm có thứ nhất là số thứ tự này, tiếp theo là tên bộ thủ. Đây là nghĩa của bộ thủ nhá. Đây là hình ảnh minh họa của bộ thủ. Đây là số nét. Ví dụ có 1 sẽ là 1 nét. Và nó bắt đầu viết từ đâu thì sẽ là đặt số ở gần đó, đúng nhỉ? Ví dụ như là chữ nhất là viết từ đâu? Viết từ trái sang phải, đúng không? Đấy. Tiếp theo có một số kanji điển hình ở các trình độ, thì những kanji điển hình này là những kanji mang tính chất đưa ra để các bạn tham khảo thêm và sẽ được lấy ở trong bảng Hán tự thường dụng. Đấy. Tức là một chữ Hán ấy có thể cấu tạo từ rất nhiều bộ thủ, nhưng mà ở đây sẽ lấy cái bộ thủ là cái bộ chính của chữ đó. Và những cái chữ nào mà có cái phần có cái chữ kanji này thì các bạn hiểu rằng đây là những bộ thủ đồng thời là chữ Hán luôn nhá. Có khá là nhiều cái bộ như thế. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhá. Đầu tiên này, đó là bộ nhất. Bộ nhất nghĩa là một, gồm một nét viết từ trái sang phải. Một số kanji điển hình của chúng ta gồm có chữ tam của N5 nghĩa là 3 này. Bất của N4, bất nghĩa là không, ví dụ như là gì đây nhỉ? Bất lợi, phư đi. Dự của N3. Đấy. Dự này có nghĩa là tạo ra hoặc là cho, can dự, vân vân. Khâu của N2 nghĩa là đồi này. Bính của N1, bính này là ví dụ như là bính tuất, bính tý đấy. Đấy, một can nhé các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sang bộ thứ hai. Bộ thứ hai của chúng ta là bộ cổn. Bộ cổn là một nét sổ viết từ trên xuống dưới. Kanji điển hình đó là chữ trung của N5 có nghĩa là ở giữa, ví dụ như là Trung Quốc, Chugoku. Và chữ xuyến của N1 nghĩa là xuyên qua hoặc là cái que, ví dụ các bạn có từ cư si là cái que ấy. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ ba là bộ chủ. Bộ chủ là nét chấm, sẽ là một nét chúng ta viết từ gì đấy, chúng ta viết từ trái sang phải, đúng không nhỉ? Một số kanji điển hình gồm có chữ chủ của N4 này. Chủ này ví dụ trong từ chủ yếu hoặc là từ chủ nhân. Hoàn của N3 có nghĩa là tròn, maru. Đảm của N2 có nghĩa là bát cơm, ví dụ như là dom. Các bạn có từ gyudom là cơm bò ấy. Chữ đan của N1. Đan này có nghĩa là linh đan nha các bạn nhé. Thì thông thường các cái bộ thủ mà có một nét sẽ là những cái chữ Hán một nét, ví dụ chữ nhất hoặc là chữ ất hoặc là những cái nét viết. Tiếp theo bộ thứ tư của chúng ta đó là bộ phiệt. Bộ phiệt sẽ là nét phẩy từ phải sang trái. Đây các bạn thấy này, từ phải sang trái, phẩy này một cái, đây là bộ phiệt nhá. Chúng ta có kanji điển hình gồm có chữ cửu của N5 nghĩa là 9 này, thừa của N4 là lên xe, nô đự. Cửu của N3, cửu này trong từ vĩnh cửu nhá, EQ. Và phạp này là của N1 có nghĩa là nghèo, ví dụ như là toboshi hoặc là bimbo đấy. Phần Hán tự này thì chỉ nhắc sơ qua thôi chứ không có thời gian để đi vào chi tiết phân tích bộ hay là tất cả các từ vựng, các cách đọc của nó đâu. Những cái đó thì ở các video Hán tự đã trình bày. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể tham khảo các video ở trên YouTube Ánh Sensei hoặc là có thể đăng ký khóa học online của Ánh Sensei để có thể tham khảo toàn bộ các video về Hán tự. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 5. Đồng thời đây cũng là một kanji, đây cũng là một chữ Hán luôn.
đấy là chữ Ất. Đây là bộ mang nghĩa là cong. Rõ ràng chúng ta nhìn hình là chúng ta thấy chính xác là nó mang nghĩa như thế, đúng không? Hoặc là can thứ hai, ví dụ các bạn có các năm, ví dụ năm Ất Dậu chẳng hạn, thì cái từ Ất này chính là một can nhá. Đấy. Chúng ta có can di điển hình gồm có chữ nhũ của N3 này. Ở đây hơi lỗi một chút cái phần phân loại. Nhũ của N3 có nghĩa là sữa. Ví dụ nhũ mẫu đấy. Chữ loạn của N2 có nghĩa là rối bời hoặc là loạn. Ví dụ từ hỗn loạn, côn đan. Chữ khất của N1. Khất này trong từ hành khất, ăn xin. Tiếp theo, chúng ta có bộ quyết. Bộ quyết là một nét sổ có móc. Nếu như bộ cổn là một nét sổ thẳng thì bộ quyết sẽ là một nét sổ có móc như thế này. Và một số can di điển hình của chữ của bộ quyết đó là chữ sự của N4, ví dụ trong từ shigoto, công việc, đúng không? Hay là từ jigyo, sự nghiệp này. Chữ dự của N3, ví dụ trong từ yote là dự định. Liễu của N2, ví dụ trong từ diokai, đúng không nhỉ? Chữ liễu và chữ giải có nghĩa là hiểu. Tiếp theo chúng ta có bộ nhị. Bộ nhị đồng thời là một chữ Hán, đồng thời là một kanji luôn nhá. Có nghĩa là hai. Hai nét. Đây. Một số kanji điển hình chúng ta có chữ ngũ của N5 có nghĩa là năm này, hỗ trong từ hỗ trợ này. Tỉnh có nghĩa là cái giếng. Đấy. Và á là kanji N1, á đây trong từ Asia đấy, châu Á, cách viết Hán tự của nó sẽ là chữ này. Tiếp theo chúng ta có bộ đầu. Bộ đầu mang nghĩa là nắp. Gồm có hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ đầu gồm có chữ kinh của N4, kinh này trong từ kinh đô, đúng nhỉ? Đấy, kinh đô trong tiếng Nhật là nó là Kyoto. Và ví dụ hay là Đông Kinh, đúng không? Tokyo nhá. Chữ giao, kotsu, giao thông này. Chữ hưởng của N1 trong từ hưởng thụ. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 9 là một bộ cực kỳ quan trọng, bộ nhân, đồng thời là một Hán tự luôn. Thì cái dạng ở bên tay trái này là chữ nhân, đúng không nhỉ? Còn ở bên tay phải này đây là bộ nhân đứng nhá. Người ta gọi đây là bộ nhân đứng. Thì thông thường hai dạng này chúng ta sẽ gặp cái dạng nhân đứng này nhiều hơn. Số lượng Hán tự bộ nhân rất lớn. Các bạn có thể theo dõi một số kanji điển hình, ví dụ chữ hưu của N5 có nghĩa là nghỉ này. Đấy. Yasumu. Chữ đại của N4 là đại diện, thay thế, đúng không? Chữ nhiệm của N3 là trách nhiệm, sekinin. Chữ xí của N2 là trong từ xí nghiệp, kigyo chẳng hạn. Nhưng mà lưu ý là cái từ xí nghiệp này ấy, thì nó gì nhỉ? Nó có thể giống nghĩa như từ cai trại, có nghĩa là công ty. Từ phạt của N1, phạt này trong từ thảo phạt, trinh phạt nhá, không phải là phạt trong từ phạt tiền đâu. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 10. Bộ thứ 10 đó là bộ nhân đi. Các bạn lưu ý, nó giống như hình một gì nhỉ? Một đôi chân đang chạy đây này. Nét thứ nhất và nét thứ hai, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là cái nét thứ nhất nó rất là giống nét gì đấy? Nó rất là giống nét phiệt. Và thứ hai là giống gì nhỉ? Giống Ất, đúng không? Đấy. Thì một số kanji điển hình của bộ nhân đi gồm có chữ tiên có nghĩa là trước của N5 này, sakini. Quang của N4, quang này trong từ quang cảnh. Đấy. Chữ nhi của N3, nhi này trong từ nhi đồng, trẻ con. Chữ sung của N2 trong từ bổ sung. Chữ miễn của N1 trong từ miễn trừ. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 11, đó là bộ nhập. Các bạn lưu ý là bộ nhập trông khá là giống bộ nhân, đúng nhỉ? Nhưng mà nó sẽ ngược lại so với cái gì nhỉ? So với lại cái bộ nhân nhá. Hay nếu như bộ nhân nó sẽ là cái nét đầu tiên là viết dài hơn, nét thứ hai sẽ viết lưng lưng, thì bộ nhập nó sẽ ngược lại. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và mang nghĩa là vào. Chữ này thì bộ này thì không có nhiều Hán tự lắm. Chúng ta có chữ nhập là chữ của N5 có nghĩa là vào này. Ví dụ từ như quốc cự, nhập quốc, vào nước. Chữ toàn của N3 thì các bạn lưu ý, rất là nhiều người nghĩ rằng cái bộ trên, cái phần phía trên của chữ toàn là bộ nhân, nhưng mà không phải nhá, đấy là bộ nhập. Đấy. Ngoài ra thì còn có chữ nội, ừ chi nữa, có cũng mang cái bộ nhập như thế này.
Bộ thứ 12 của chúng ta là bộ bát. Bộ bát đồng thời là một kanji, có nghĩa là 8. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ lục, đây là 6 này của N5 này, cộng trong từ công cộng đây của N4 này, công trong từ công viên của N3 này, cụ trong từ cụ thể gư tay của N2, và điển trong từ điển hình tên kê hoặc là từ điển đúng nhỉ, jiten của N1. Tiếp theo chúng ta có bộ quynh. Sẽ có một số bộ mang tên khá là lạ thì các bạn nghe, các bạn tham khảo thêm, các bạn nhớ được thì tốt, còn không thì các bạn ưu tiên nhớ cái mặt chữ nhá, cái mặt bộ đó viết như thế nào. Bộ quynh này nó mang nghĩa là miền sao hoặc là giới hạn, nét thứ nhất và nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ quynh chúng ta có chữ viên của N5. Viên, cái này tượng trưng cho gì đây nhỉ? Tượng trưng cho vòng tròn hoặc là đồng yên đấy. Chữ sách của N3 này và chữ tái của N2 là một số kanji mà chứa bộ quynh. Tiếp theo chúng ta có bộ thứ 14, đó là bộ mịch. Bộ mịch này mang nghĩa là bao trùm, nét đầu tiên, nét thứ hai. Một số Hán tự điển hình của bộ quynh, à xin lỗi, bộ mịch gồm có thứ nhất đó là chữ tả của N4 này. Tả này trong từ xạ sinh, tả chân là bức ảnh đấy, hay là trong từ miêu tả nhá. Chữ nhũng, jodang là nói đùa này. Và chữ quán, quán này ở trong tiếng Việt mình là có trong từ quán quân đấy, là người giành cái vương miện, người giành được giải nhất, là Hán tự N1. Bộ tiếp theo của chúng ta là bộ băng. Bộ băng này có nghĩa là băng hoặc là đá đúng nhỉ, đấy, băng đá lạnh ấy. Nó gồm có nét thứ nhất đây, nét thứ hai ở đây. Các bạn lưu ý là cái bộ này nó khá dễ nhầm với lại bộ thủy. Bộ thủy thì nó sẽ có ba cái nét đúng nhỉ, nét thứ nhất, nét thứ hai nó sẽ thêm vào đây, và nét thứ ba. Thì bộ băng này chỉ có hai nét thôi, các bạn lưu ý nhá. Những cái bộ mà liên quan đến băng này thông thường nó sẽ liên quan đến những cái tính chất của gì nhỉ, của băng tuyết đấy, liên quan đến cái lạnh. Ví dụ các bạn có thể thấy chữ lãnh của N3 này, đây gồm có bộ băng ở phía trước đúng nhỉ. Lãnh này có nghĩa là lạnh, smetai. Chữ đông, đông này trong tiếng Việt mình có trong từ đông lạnh ấy đúng không? Trong tiếng Nhật thì người ta có chữ, ví dụ từ đông kết chẳng hạn, toketsu, hoặc là từ lãnh đông có thể ghép lại với nhau. Và chữ ngưng đúng nhỉ? Chữ ngưng có bộ băng và chữ nghi trong từ nghi ngờ. Thì cái chữ ngưng này là của kanji N1, ngưng này trong từ ngưng tụ nhá. Đấy, thì khi gặp lạnh nó sẽ ngưng tụ. Các Hán tự của cái bộ này thì nó sẽ liên quan đến cái lạnh. Tất nhiên không phải là luôn luôn là như vậy, nhưng mà nó sẽ là đặc trưng của bộ. Tiếp theo chúng ta có bộ 16, đấy là bộ kỷ. Bộ kỷ này nghĩa là bàn ghế, gồm hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Kanji điển hình chúng ta có chữ phàm là một Hán tự N1 đúng nhỉ. Đấy, chữ phàm thì ngoài cái bộ kỷ này nó còn có một cái gì nhỉ, một cái bộ chủ ở bên trong đấy. Phàm là trong từ phi phàm, hibom, hoặc là từ bình phàm, bình thường, hebom. Bộ thứ 17 đó là bộ khảm. Bộ khảm có nghĩa là lõm hoặc là há miệng, gồm có hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ khảm gồm có chữ xuất của N5. Rất là nhiều bạn nhìn cái chữ xuất này và nghĩ rằng đây là bộ sơn, hai chữ sơn ghép với nhau, nhưng mà không phải các bạn nhá. Đấy, đây là gì đây nhỉ? Đây là bộ khảm, được chưa? Nó sẽ gồm bộ hai bộ khảm và một nét cổn ghép vào, chứ không phải là hai chữ núi chồng lên nhau đâu. Tiếp theo chúng ta có chữ hung. Chữ hung của N1 đúng nhỉ? Cũng gồm có bộ khảm này. Bộ thứ 18 của chúng ta là bộ đao, một bộ rất quan trọng. Bộ đao đồng thời là một kanji, một Hán tự luôn. Dạng Hán tự của nó là ở bên tay trái của chúng ta, nét thứ nhất và nét thứ hai. Dạng ở bên tay phải là dạng ở trong bộ thủ, thì thường là cái dạng thứ hai này nhiều hơn này. Đây, nét thứ nhất, nét thứ hai. Và các Hán tự liên quan đến cái chữ đao này thì thường liên quan đến những cái hoạt động
cần dùng đến dao. À, ví dụ các bạn theo dõi nhé, chữ đao của N5 này, katana này, chữ thiết, kiryu của N4 nghĩa là cắt này, chữ thích của N3 là đâm, đúng nhỉ? Đâm chọc, hay là trong từ kích thích đấy, shigeki cũng là dùng cái chữ thích này. Chữ khắc của N2 kizamu, đúng nhỉ? Thái hay là khắc, điêu khắc cũng dùng chữ này. Phẫu, phẫu thuật của N1 thì các bạn thấy là tất cả đều có đặc điểm chung là liên quan đến con dao, đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 19 là bộ lực, đồng thời là một chữ Hán. Thì bộ này cũng là một bộ quan trọng nhá. Bộ này liên quan đến sức lực và thông thường các Hán tự đi kèm với nó ấy, thì có cái nghĩa liên quan đến cái phạm trù sức khỏe, sức mạnh, sức lực. Ví dụ chúng ta có chữ lực của N5, chữ động của N4, động này trong từ hoạt động, katsudo này. Chữ lao của N3 có nghĩa là lao động, rodo. Chữ cần của N2, cần này trong từ kimu, đúng nhỉ? Có nghĩa là làm việc, chuyên cần đấy. Chữ khám của N1, khám này trong từ khám xét hoặc là cái linh cảm, vân vân. Tiếp theo chúng ta có bộ số 20. Bộ số 20 là bộ bao gồm có hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Bộ bao này có nghĩa là bao bọc. Một số Hán tự, ví dụ chúng ta có chữ bao của N3, bao ví dụ bao vây chẳng hạn, hôi. Chữ mùi của N2, nioi này. Và chữ câu của N1 có nghĩa là giam giữ. Tiếp theo, bộ số 21 là bộ chủy. Bộ chủy có nghĩa là cái thìa gồm có hai nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ chủy này chúng ta có chữ bắc, kita phía bắc đúng nhỉ, của N5, và chữ hóa, kagaku hóa học của N4. Chữ hóa này sẽ gồm có bộ nhân đứng ghép với lại bộ chủy. Ở cái bộ chủy này đồng thời là một Hán tự luôn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ số 22 là bộ phương. Bộ phương này có nghĩa là vật đựng. Nó gồm có hai nét, nét thứ nhất này và nét thứ hai. Đây đồng thời là một kanji luôn nhưng mà kanji này rất là ít dùng. Kanji này sẽ được xếp vào những cái cấp mà cao nhất của cái Hán tự. Đấy. Trong trong phần kanji ấy, người ta có kỳ thi chuyên biệt đó là kỳ thi năng lực Hán tự, gọi tắt là kỳ thi Kanken. Kanken thì nếu như Hán tự N1 xếp vào phần Kanken đấy thì chỉ tầm khoảng Nikkyu thôi. Đấy. Thì những cái chữ Hán như thế này, như cái bộ phương này này, thì nó được xếp vào phần IQ nhá. Rất là hiếm khi gặp dạng Hán tự đứng một mình như thế này. Một số kanji điển hình chúng ta có chữ cự của N3. Cự này trong từ Kyojin, đúng nhỉ? Bạn nào mà đọc bộ Attack on Titan ấy, thì sẽ có cái từ cự nhân. Kyojin có nghĩa là người khổng lồ, hay là từ Kyodai là người Kyodai có nghĩa là to lớn. Chữ tượng của N1 này có nghĩa là người thầy, người thợ giỏi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 23 là bộ hễ, có nghĩa là che đậy. Nét thứ nhất đây và nét thứ hai đây. Và bây giờ ấy, bởi vì cái bộ hễ này và bộ phương gần như là không có chênh lệch nhau nhiều, có một số phông chữ là viết gần như giống hệt nhau, cho nên hiện tại là người ta coi như hai cái bộ này là một nhé các bạn nhé. Có nhiều giáo trình, có nhiều sách ấy, người ta xếp những cái chữ cự tượng hay là khu hay là thất nặc này đều là gì nhỉ? Đều là cùng một bộ như nhau. Đấy, có rất là nhiều giáo trình người ta đã quy hai cái bộ này về một. Thì chúng ta ở đây mình tách ra để cho mọi người biết cụ thể cái bộ nó tên chính xác là gì thôi. Còn lại khi học thì các bạn có thể coi nó là một cũng được. Một số kanji điển hình gồm có chữ khu của N4 này, ví dụ từ khu vực đấy. Chữ thất của N3, chữ thất này dùng để đếm con vật đúng không nhỉ? Đếm mấy con vật nhỏ nhỏ thì dùng những chữ này. Chữ nặc của N1, nặc này có nghĩa là nặc danh. Tiếp theo, bộ số 24 của chúng ta là bộ thập. Bộ thập này có nghĩa là 10. Đây là một Hán tự luôn, cái này thì chắc các bạn rất là rõ rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai. Một số kanji điển hình của bộ thập gồm có chữ thiên của N5 có nghĩa là nghìn này. Chữ tốt của N4 trong từ tốt nghiệp, Sotsugyo. Chữ bác của N3 đúng nhỉ? Bác này trong từ bác học đúng nhỉ? Chữ hiệp của N2, hiệp này trong từ hiệp lực hay là từ hiệp sĩ.
À xin lỗi, không phải hiệp sĩ chữ khác bạn nhé. Chữ hiệp này như từ hiệp lực hoặc là từ thỏa hiệp. Chữ trác là Hán tự N1 có nghĩa là cái bàn ăn. Tiếp theo chúng ta có bộ số 25. Bộ 25 là bộ bốc, mang nghĩa là bói toán, gồm có nét thứ nhất và nét thứ hai. Đây đồng thời là một kanji, một chữ Hán luôn. Chúng ta có chữ Hán điển hình đó là chữ chiêm hoặc là chiếm của N3. Cái chữ này nó sẽ có hai cái cách đọc Hán Việt là chiêm và chiếm. Ví dụ chiêm từ chiêm tinh, đúng nhỉ? Bói sao đấy. Hoặc là chiếm trong từ chiếm cứ, chiếm hữu, chiếm lĩnh, vân vân. Tiếp theo chúng ta có bộ 26 là bộ tiết, có nghĩa là đốt tre. Đây đồng thời, à không, đây không phải là Hán tự nha các bạn nhé. Suýt nữa thì mình bị nhầm. Gồm có nét thứ nhất này, nét thứ hai này. Cái chữ này, cái bộ này có hai cách viết. Cách viết ở bên tay phải đây, và cách viết ở bên tay trái. Một số kanji điển hình các bạn có thể tham khảo. Ví dụ chữ ấn của N4. Ấn này trong từ gì đấy? Trong từ ấn tượng, đúng nhỉ? Insho hoặc là shirushi. Các bạn thấy thì ở dạng chữ ấn này thì nó viết giống ở bên tay trái. Chữ nguy của N3, abunai hoặc là từ kike nguy hiểm này, thì lại viết ở dạng bên tay phải, đúng nhỉ? Chữ quyển của N2, maku, đấy, maku, maki, cuốn cuộn nhá. Chữ khước của N1, khước này trong từ khước từ, từ chối. Tiếp theo chúng ta có bộ số 27 là bộ Hán. Bộ Hán có nghĩa là sườn núi, gồm có hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Một số Hán tự điển hình của bộ Hán gồm có chữ nguyên của N3, chữ hậu, nguyên này trong từ nguyên nhân, gain in, đúng nhỉ? Đấy, hoặc là thảo nguyên cũng dùng cái chữ nguyên này. Chữ hậu này, hậu này có nghĩa là dày, đúng nhỉ? Atsi, hoặc là trong từ nồng hậu. Và chữ ách của N1, ách này tiếng Việt mình có từ tai ách đấy. Bộ số 28 đó là bộ khư hoặc là tư, mang nghĩa là tôi, gồm có hai nét, nét thứ nhất và nét thứ hai. Kanji điển hình của bộ này gồm có chữ khứ của N4 và chữ tham của N3. Bộ số 29 là bộ hữu, có nghĩa là lại một lần nữa. Đấy, đây đồng thời là một kanji luôn, một Hán tự luôn nhé. Đây, một này, hai này. Cái chữ này nó sẽ đọc là mà tợ. Cái từ mà tợ, đúng nhỉ? Lại nữa của chúng ta ấy, thì nếu mà viết Hán tự nó chính là chữ này. Nhưng mà thực ra là người ta rất hiếm khi viết Hán tự. Một số Hán tự của bộ hữu gồm có chữ hữu của N5, bạn bè này, tomodachi. Chữ phản của N4, hantai. Chữ thu của N3, siêu new, thu nhập. Chữ song của N2, đúng nhỉ? Ví dụ song phương, soho, hoặc là từ futago là song tử, sinh đôi đấy. Hay chữ thúc của N1. Thúc này có nghĩa là chú. Tiếp theo chúng ta có bộ số 30 là bộ khẩu. Bộ khẩu đồng thời là một kanji, một Hán tự luôn nhé, có nghĩa là miệng. Thì đây là một bộ quan trọng. Những cái chữ Hán liên quan đến bộ khẩu thông thường nó liên quan đến các hoạt động của miệng. Đấy. Đây là một bộ có 3 nét. Nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ hữu của N5, chữ vị của N4, aji, đúng nhỉ? Hoặc là vị giác, mikaku. Chữ hô của N3 có nghĩa là gọi, yobu. Chữ thổ của N2, thổ là nôn, haku. Sướng của N1 trong từ đề sướng. Đấy, thì các bạn thấy là tất cả trừ cái chữ hữu là chúng ta chưa biết nó liên hệ gì với lại miệng, đúng không? Còn lại vị, hô, thổ hay sướng đều liên quan đến gì nhỉ? Liên quan đến hoạt động của miệng. Thì đó là 30 bộ thủ mà chúng ta học ở video này nhé. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp 30 bộ tiếp. Đấy. Thì rất là hy vọng các bạn sẽ xem video và ôn lại nhiều lần để ghi nhớ các bộ thủ này. Nó sẽ là cái tiền đề để chúng ta học Hán tự một cách đơn giản hơn, nhanh hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới của phần 214 bộ thủ.